Sáng ngày 24 tháng 4, đoàn lãnh đạo tỉnh do ông Nguyễn Hồng Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính tỉnh ủy làm trưởng đoàn cùng lãnh đạo huyện Châu Thành đã đến thăm và tặng quà cho các mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn các xã Đồng Khởi, An Cơ và Hòa Thạnh. Đoàn đã đến thăm mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Chảy, ngụ xã Đồng Khởi, mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Niệm, ngụ xã Hòa Thạnh, anh hùng lực lượng vũ trang Bùi Văn Thuyên, ngụ xã An Cơ. Ngoài ra, đoàn còn đến thăm và tặng quà cho 10 gia đình chính sách, người có công trên địa bàn xã Hòa Thạnh. Tại mỗi nơi đến thăm, ông Nguyễn Hồng Thanh, trưởng ban nội chính tỉnh ủy và lãnh đạo huyện Châu Thành, đã ân cần thăm hỏi sức khỏe các mẹ Việt Nam anh hùng và động viên tinh thần các thương bệnh binh và gia đình liệt sĩ và gửi tặng mỗi gia đình chính sách một phần quà và một triệu đồng tiền mặt.